Nhắc tới game thủ, chắc hẳn anh em sẽ không còn lạ gì với tryhard, một cụm từ thường gắn liền với các anh em gamer nói chung cũng như dân chơi esports nói riêng. Tryhard nếu dịch thuần ra tiếng Việt có nghĩa là dành hết sức cố gắng để làm được gì đó. Nhưng với game thủ, tryhard gắn liền với các hành động cày cuốc, nâng tầm kỹ năng cũng như giành chiến thắng trong các trận đấu của mình bất kể ngày đêm. Có thể nhiều anh em ở đây đã từng có thời gian tryhard, cày các trận rank trong Dota 2 hay là LOL ngày đêm, hay bỏ rất nhiều công sức để nâng cấp các kỹ năng chơi game FPS để có thể vào one shot và vỡ mồm đối thủ trong CSGO, Valorant hay là Overwatch rồi phải không? Vậy tại sao đa phần những người chơi game nói chung và esports nói riêng lại tryhard? Tryhard có lợi hay hại ở điểm nào? Hãy cùng GC Channel tìm hiểu trong số lăng kính GC tuần này nhé! Để giải thích cho việc tại sao game thủ lại tryhard, đầu tiên có lẽ phải nhắc tới việc các tựa game esports hiện nay đang có mức độ cạnh tranh khá cao giữa các người chơi với nhau. Bạn chẳng cần phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp, thi đấu ở một sân chơi với tổng giải thưởng lên tới triệu đô. Cứ khi nào trong game của bạn xuất hiện chữ gáy thủ đi khiêu khích hết bạn và team bạn thì trận đấu đó lại trở nên căng hơn bao giờ hết. Đơn giản bởi vì chơi thì vui đấy, nhưng mà nếu thua thì méo vui. Và đúng thật là nó méo vui một chút nào cả. Mình có ông bạn là dân chơi Dota 2, để mà nói về độ tryhard của các em Dota 2 chắc cũng không cần phải giới thiệu gì thêm. Ông bạn này đã qua cái thời sinh viên rồi, hiện nay đã đi làm và lập gia đình. Thỉnh thoảng cuối tuần tụ tập anh em vào lập stack 5 người tìm trận chơi Dota 2. Mồm thì các ông ấy cứ bảo là ui chơi cho vui, vào Fight Max đấu 2. Nhưng khi bị thua hay bị gáy thì các ông ấy chẳng thể nào vui hay là chill được nữa. Lúc đấy anh em bắt đầu có những cuộc thảo luận để tìm ra lý do trận trước tại sao thua. Người thì bảo team kia có smurf, người thì bảo anh em chơi như phá game. Không biết ai đúng ai sai, nhưng mà năm ông thường sẽ cứng đầu mà tìm trận chơi đến khi nào thắng thì thôi. Bởi vì theo lý luận của họ, họ không thể ngủ ngon khi mà game cuối cùng hôm đó họ để thua và nghe team bên kia gáy bẩn và cà khịa. Ở bộ môn CSGO cũng không khác là bao anh em ạ. Chẳng nói đâu xa, nếu nói về hình mẫu của tryhard thủ điển hình thì anh em mình cũng không lạ gì với một caster bi quốc dân nào đó với những huyền thoại hết sức hài hước đã trở thành meme mà anh em thường thấy. Đấy, chơi những game FPS như CSGO mà cứ gặp những anh em hệ người chơi report láo như thế thì có cay không? Nào là report vị trí lỗi kiểu 4B, hay là lừa cả đồng đội kiểu nó yếu lắm rồi, -99 các thứ. Thì anh em nào tryhard đang gánh stack tụt cả quần thì chả phải gào lên mà đập bàn phải không anh em? Việc mức độ cạnh tranh giữa người chơi trong các trận đấu được đẩy lên cao có lẽ phần nhiều sẽ đến từ nhà làm game. Đầu tiên, họ tổ chức các giải đấu esports lớn nhỏ quy tụ những tuyển thủ và đội tuyển hàng đầu trên toàn thế giới để giúp người hâm mộ có thể tận hưởng những màn trình diễn cá nhân đỉnh cao cũng như những chiến thuật teamwork cực kỳ ăn ý. Việc xem và thích thú với những highlight đó đã khiến nhiều anh em game thủ chúng ta trở nên yêu thích tựa game đó hơn, muốn pro như những idol của mình và làm những pha chơi tốt có thể outplay đối phương và mang về chiến thắng cho cả team. Thử hỏi anh em nào chơi CSGO không muốn một lần trở thành simple với những pha vẩy ốp điệu nghệ, one shot one kill, bón cho team bạn một mồm hanh. Các anh em Dota 2 khi nhìn những pha black hole 5 người được thực hiện bởi các tuyển thủ chuyên nghiệp thì có phải luôn muốn vào game pick Enigma luôn không? Dân chơi Valorant cũng đâu khác gì đúng không? Ở thời điểm đầu lúc Valorant mới ra mắt, anh em xem những video của Ten Z chơi Jet phi giao các thứ cực nghệ thì cũng muốn vào làm game làm vài pha what dish như vậy đúng chứ? Hiệu ứng tới từ các giải đấu esports là không thể phủ nhận khi nó giúp đẩy mạnh phong trào của những tựa game lên cũng như giúp người chơi tiếp cận được những tinh hoa của game, qua đó gia tăng ham muốn chiến thắng cho các trận đấu của mình và trở thành một người chơi tryhard chính hiệu. Lý do thứ hai có lẽ đến từ cách mà nhà làm game vận hành tựa game của mình. Từ cái thời xa xưa, khi anh em được cấp cho mình một tính năng là on chatting thì đã có những hiện tượng gáy giữa hai team với nhau. Chỉ cần một câu khích bác, cà khịa hay đơn giản chỉ cần là dấu hỏi chấm sau những pha outplay đối phương, chắc chắn không khí trong game sẽ căng thẳng hơn rất nhiều. Giờ tôi mà bị ông khác cà khịa trong game thì kiểu gì cũng kiểu thằng này gáy bẩn à. Anh em, game này tryhard 200% nhé. Tôi phải thắng để gáy lại cái thằng team kia phát. Những tưởng với cái cách mà nhiều nhà làm game đã áp dụng khi cung cấp những tính năng như là tắt on chatting, bộ lọc từ ngữ nhạy cảm để giảm thiểu những từ ngữ miệt thị hay tiêu cực diễn ra trong game thì các tình huống tryhard sẽ không xảy ra nữa. Nhưng không, ở Dota 2 họ lại trân trọng giới thiệu ra những tính năng như là tip, hay còn được anh em gọi là tip bẩn đấy, cho phép bạn tip ai đó khi họ chơi tốt. Thường thì người chơi Dota 2 sẽ không sử dụng tip theo cách như thế, họ tip thẳng vào mặt đối phương, những người vừa cà khịa họ sau khi họ giành chiến thắng.
Trong những tựa game FPS như CSGO hay là Valorant, anh em có thể có những sparry cà khịa mỗi khi thắng các round đấu hay nhảy lên body đối phương để cà khịa, khiến các game đấu có phần trở nên ăn thua hơn rất nhiều. Cũng mới đây thôi, Riot còn phải yêu cầu người chơi không nhảy lên body của đối phương để khiêu khích, cơ mà có vẻ như nó không hiệu quả cho lắm. Đến với lý do cuối cùng thì mình nghĩ sẽ đến từ chính anh em mình thôi, những game thủ trái hát. Đối với anh em mình, niềm vui chiến thắng nó là một thứ cảm xúc sung sướng thật khó diễn tả. Chúng ta thỏa mãn không chỉ vì đã làm được những điều mà mình mong muốn, kiểu oh yeah, thắng rồi, thắng cái thằng gáy bẩn kia rồi. Mà quan trọng hơn ấy là anh em mình đã giành chiến thắng trước chính bản thân mình, đã chơi tốt hơn theo thời gian. Vậy trái hát có gì hay anh em nhỉ? Đây là một khía cạnh hơi mang ý kiến chủ quan nên mình mạn phép chia sẻ về trải nghiệm cá nhân của mình nhé. Đầu tiên, tryhard giúp mình học cách biến thời gian và công sức của bản thân thành kết quả trong cuộc sống. Nói nôm na là nhờ tryhard trong game, mình đã trở thành một người biết cách đặt ra mục tiêu và định hình làm thế nào để đạt được nó. Không thiếu những người trong mối quan hệ của mình dành thời gian và công sức để tập trung cho thứ gì đó, nhưng do không vẽ được kế hoạch hay chọn được nước đi phù hợp nên cứ loay hoay mãi mà chẳng thể bứt phá được. Dần dần, ngọn lửa quyết tâm của họ giảm dần đi và chấp nhận với câu nói cho vui. Anh em tryhard thủ thì khác, họ biết cách đặt ra vấn đề: tôi phải thắng trận đấu này, tôi phải lên được mức rank này. Và để thực hiện được điều đó, họ sẽ phải tìm các cách khác nhau, thực hiện từng bước nhỏ nhất như là học last hit chất chiêu từng con quái, học cách căn từng quả nết hay smoke sao cho chuẩn, hay tìm hiểu cách line up sao cho tối ưu nhất. Dần dần, lối tư duy này sẽ in sâu vào cách mà trái ác thủ suy nghĩ, cũng như tư duy trong cuộc sống hàng ngày của họ, mở rộng ra nhiều lĩnh vực chứ không đơn thuần chỉ là ở trong game nữa. Hơn thế nữa, trái hát là một tính cách giúp anh em trở nên quyết liệt và sống có mục tiêu hơn rất nhiều. Một người trái hát luôn có những mục tiêu đề ra, thời gian để thực hiện nó cũng như kế hoạch chi tiết xuyên suốt hành trình thực hiện mục tiêu đó. Như đã nói ở trên, chơi thì vui đó, nhưng nếu thua thì chẳng vui một chút nào. Các trái hát thủ thường sẽ đặt các mục tiêu cao hơn mức trung bình để có thể chứng tỏ được năng lực của bản thân. Thà là cố gắng hết sức mình và vui vẻ chấp nhận kết quả mình đạt được, chứ quyết không được thờ ơ, cầm chừng và nhận về một cái kết quả tà tà chẳng cao chẳng thấp. Anh em cứ để ý party của mình mà xem, kiểu gì cũng sẽ có ít nhất một người luôn tỉ mỉ học hỏi các chiến thuật, khắt khe với anh em trong team, không cho phép chơi kiểu throw hay là phá game. Thua một cái là nhắc nhở anh em không được lặp lại trong game sau nữa, rồi tìm game để phục thù ngay và luôn. Vâng, đó chính là một trái ác thủ chính hiệu đấy. Và điều đó cũng dẫn tới những điều không hay của phẩm chất trái hát. Giống như nhiều khía cạnh trong cuộc sống, khi mà cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Trái hát thường khiến anh em sinh ra tâm lý cạnh tranh mà ăn thua quá mức. Việc này sẽ khiến trải nghiệm chơi game của anh em không hề vui vẻ một chút nào, nhiều khi còn trở nên mua bực vào người. Việc trái hát quá mức cũng sẽ gây áp lực lên các đồng đội, anh em trong team, khi việc chơi game với họ chỉ mang tính chất giải trí, giết thời gian, chứ kết quả ra sao cũng không quá quan trọng. Hơn thế nữa, trái hát quá mức cũng sẽ sinh ra tính vội vàng và dễ mất bình tĩnh. Nhiều anh em Dota 2 cũng vội vàng quá, cứ thúc ép đồng đội phải đi smoke trong khi họ sắp hoàn thành BKB của mình, dẫn tới kết quả là thua combat rồi lại đổ lỗi cho nhau trong game. Anh em Valorant cũng không lạ gì với các thành phần trái hát vào game pick lock từ sớm, rồi cứ im ỉm chơi game một mình chẳng chịu giao tiếp với đồng đội gì cả. Thỉnh thoảng lại còn đẩy láo, khiến team mình thua thiệt về quân số mà chẳng để lại bất cứ thông tin gì giá trị cả. Và đó là những chia sẻ của cá nhân mình về khía cạnh trái hát, một phẩm chất mà mình thấy sẽ bắt gặp rất nhiều các game thủ nói chung hay các tựa game esports hiện nay ở Việt Nam. Về bản chất, mình thấy trái hát luôn là một đức tính tốt cả trong game lẫn ngoài đời, khi nó giúp anh em ta học được cách đạt được mục tiêu và trở nên tốt hơn. Nhưng cũng lưu ý với anh em là mục tiêu cuối cùng của game đấu là giành chiến thắng. Việc chúng ta căng thẳng gay gắt hay là tô xích với đồng đội trong team hay những người chơi ở phía đối phương cũng không nên lạm dụng quá đà. Hãy thử tìm cách giao tiếp giữa các thành viên trong team để có thể cùng nhau chiến thắng. Anh em có phải là một game thủ trái hát không? Theo trải nghiệm cá nhân thì trái hát đã giúp anh em phát triển ra sao trong game và ngoài đời? Hãy cùng để lại cảm nghĩ của mình ở dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video này hay, đừng quên thả lại cho bọn mình một like. Cũng đừng quên subscribe để không bỏ lỡ các video GC Channel sẽ ra mắt trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.